Em xin thông báo, hôm qua bác Giang gọi em đến nhà hỏi rất nhiều về anh. Chắc chắn là bác đang nghi ngờ vợ chồng anh có cãi nhau hay giận hờn gì không. Nói em biết đi, có gì em nói đỡ cho. Liên Thiên, mày còn lạ gì tính bác mày nữa. À đấy, tối nay anh chị về nhà ăn cơm đây này. Đấy, vậy anh chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Chắc chắn là bác sẽ hỏi rất kỹ và vô cùng chi tiết. Kiểu như một tuần hai đứa ăn chung với nhau được mấy bữa. Vợ chồng con tối nào chả ăn cơm với nhau ạ? Thậm chí bác sẽ hỏi thẳng không cần khéo. Dạo này vợ chồng con có ổn không? Đời sống vợ chồng dạo này có ổn không? Nói chung thì cũng an yên. Mà chính ra mà tránh mấy cái vụ giật mình như sáng hôm nọ thì cũng ăn no ngủ kỹ tăng cân đều. Yeah. Anh Đức anh suốt ngày khoe cơm bác nấu là đỉnh nhất Việt Nam đấy ạ. Trời ơi. Thế dạo này công ty của hai anh em vẫn ổn chứ? Vâng, vẫn ổn ạ. À, thế anh Đức Anh ấy vui hay buồn? Lúc có chuyện vui thì vui. Còn lúc gặp chuyện buồn thì chắc vẫn buồn ạ. Anh có tâm sự không? Tâm sự với cháu ấy ạ? Kiểu như là vô tình thì nói chuyện với nhau, không chia sẻ. Anh ấy có nói là anh ấy đang chán nản, buồn bực hay là mệt mỏi gì? Có ạ. Có lần anh ấy bảo anh chán quá Ngọc ạ. Xong thế nào nữa? Anh bảo là sao mày cứ chậm thế hả Ngọc? Mày mà chậm deadline nữa là tao đuổi. Người nhà không dung túng. Cái quan điểm đó thì bác lại ủng hộ đấy. Bác. Thế Đức Anh ấy có cái cảm giác kiểu bất thường hay khác thường gì không hả cháu? Không, cháu chả thấy bất thường gì cả. Mà cháu chỉ thấy cuộc đời anh Đức Anh từ nhỏ đến lớn bây giờ ấy, bất thường nhất là tự dưng bác cho anh chị ra ở riêng. Chứ cháu thấy êm xuôi và sừ ra. Anh chị thích tự lập nên bác cũng chẳng cản. Lạ gì? Lạ gì ạ? À không, không. Cháu bác ăn đi. Bác Thanh về đấy. Vâng. Cháu chào bác. Ờ, Ngọc à. Wow. Hôm nay hai bác cháu có việc gì mà tụ tập nấu nướng linh đình thế này? À, biết anh về nên em rủ cháu Ngọc sang ăn cơm cho nó vui. Đức Anh với cả Hân nó bận nên chỉ có hai bác cháu thôi. Mẹ khỏe không cháu? Mẹ cháu vẫn thế ạ. Ừ. Hôm nay mẹ cháu hơi mệt nên không sang được. Bác được nghỉ mấy ngày, bác sẽ sắp xếp thời gian để sang thăm mẹ cháu. Vâng ạ. Ừ. Anh đợi em một tí em ra ngay. Sao cháu không bảo họ vào đây đón? Cháu đi bộ ra một xíu ạ. Cháu cảm ơn bác. Cháu về đây ạ. Ừ. Này, anh chuẩn bị tinh thần đón bão đi. Em vừa ở nhà anh ra. Em thấy mùi Bắc Giang đang nghi ngờ anh chị có chuyện gì đó đấy. Mày nói rõ xem nào. À, mơ hồ đấy. Thì đấy, em mơ hồ như nào thì kể lại y nguyên cho anh. Anh cũng thấy mơ hồ ấy, tức nghĩa là em từng thuật chuẩn rồi. Rồi ok, thế có gì update nhá, anh đang bận tí. Anh hãy đủ đỡ ở đâu đấy? Bảo sao bác chẳng nghi ngờ anh chị. Anh ơi, vào tập tiếp anh ơi. Tao đang chết mệt với thằng người yêu của mày đấy này. Thế á, lại cứ tưởng. Thế nhá. Nấu gì thơm thế? Vợ chồng con qua xin bữa cơm mẹ ơi. Con chào mẹ. Con chào mẹ ạ. Em xin thông báo, hôm qua bác Giang gọi em đến nhà hỏi rất nhiều về anh. Chắc chắn là bác đang nghi ngờ vợ chồng anh có cãi nhau hay giận hờn gì không. Nói em biết đi, có gì em nói đỡ cho. Liên Thiên, mày còn lạ gì tính bác mày nữa. À đấy, tối nay anh chị về nhà ăn cơm đây này. Đấy,
Vậy anh chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Chắc chắn là bác sẽ hỏi rất kỹ và vô cùng chi tiết. Kiểu như một tuần hai đứa ăn chung với nhau được mấy bữa? Vợ chồng con tối nào chả ăn cơm với nhau ạ? Thậm chí bác sẽ hỏi thẳng không cần khéo. Dạo này vợ chồng con có ổn không? Đời sống vợ chồng dạo này có ổn không? Nói chung thì cũng an yên. Mà chính ra mà tránh mấy cái vụ giật mình như sáng hôm nọ thì cũng ăn no ngủ kỹ thằng cân đều. Bố ơi, anh nể mày thật. Mày cứ như mẹ anh. Chưa hết, bác sẽ chưa buông tha đâu. Bác sẽ lân la hỏi xem hai vợ chồng có cãi nhau hay giận hờn gì không. Hai đứa ở riêng có cãi nhau hay giận hờn gì không? Không. Ở đây anh ấy ít dỗi con hơn hẳn ý. Sang bên kia thỉnh thoảng lại giận vô cớ nên con cũng dỗi lại ạ. Vợ con được cái là nền tính bớt khó tính hẳn. Làm tốt lắm em gái. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.